Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của hàng Nhật Bản giá rẻ nhé. Thì tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho bác của em bếp ga của là Poroma nhé, con này nút nhấn này. Đấy, đời 2011 các bác nhé. Đời 2011 này. Đây là có nhật ký cho em vậy. Đấy, mã hiệu của em nói đây này. PA gạch ngang 39 PR nhé. Thì đây hình thức bên ngoài các bác nhìn này. Này. Thì nói chung là hai con này cái kiềng nó thì hơi xấu một chút các bác nhé. Đây kiềng nó thì cũng có vết han này này. Đấy nó vết han này nhau nhé. Nói chung là ok, cái loại này dùng cũng còn chán nó mới hỏng các bác nhé. Yên tâm. Đây nhé, bên đây cũng vậy. Nóng quá bác, em vừa mới test ga xong nó hơi nóng. Đấy. Đấy. Cái này thùng thùng lỗ các bác nhé. Còn lại thì rất là chắc chắn này. Đấy. Cái vấn đề này các bác không có đề gì hết, cái tiền thùng này không có đề gì hết nhé. Các bác dùng còn chán đây này, bề mặt thì rất là đẹp nhé, bề mặt bên trên rất đẹp này. Cái này thì các bác về các bác lau lại giúp em với, cái này nó chỉ là vết cáu bẩn thôi. Đấy, để hình thức bên các bác nhìn kỹ giúp em. Đấy, rất là ok nhé, rất đẹp này. Thì con này nhé, cái này đây các bác, chỗ này thì có một tí góc này này. Đấy, còn lại các góc cạnh của nó thì tương đối là ok nhé. Các bác nhìn kỹ giúp em với. Đấy, tương đối là ok này. Đấy, tương đối là ok nhé. Đây, em cho các bác xem này. Con này tại cái bếp nó hơi nóng nên em phải dùng kìm các bác ạ. Nó nóng quá em phải dùng kìm. Đây, con này bằng đồng hết nhé. Bếp đồng này. Đấy, đây, các bác nhìn kỹ cho em với. Tương đối là ok. Con này các bác dùng có còn chán. Đây nhé, bếp đồng nhé. Đấy, rất là ok này. Đây để cho các bác xem khay nướng này. Đây các bác nhìn kỹ nha, giúp em khay nướng nhé. Con này khay nướng rất đẹp nhé. Đấy. Cửa mở là cửa mở lật nhé các bác nhé. Đây cửa mở lật này, không đi kèm đây. Đây cái khay nướng ở đây, không đi kèm với cái cửa nhé. Đây các bác nhìn kỹ cho em vậy. Đấy. Đây. Bên trong các bác nhìn kỹ nha, bên trong còn rất là sạch sẽ nhé. Thì bây giờ em test ga đây bác xem. Này thì đảm bảo là ga rất là ok nhé. Đây là khay pin này các bác này, khay pin này. Đấy. Thì pin này thì nói chung là các bác khi mà các bác đặt hàng ấy thì em không gửi pin cho các bác đâu nhé. Gửi pin cho các bác rất là nguy hiểm, chẳng may nó chập cháy một cái là nó cháy kho thì bọn em đền bạn. Nên là em không bao giờ, em ít khi mà không bao giờ gửi pin theo ấy nhé. Đây các bác nhé, đây này to này, đây là bên bếp 2 nhé. Thế nên lửa nó chỉ có thế này thôi các bác nhìn này. Xanh lẹt luôn, xanh này tiết kiệm ga lắm. 30 khoảng là 30% nhé. Đấy, đây bên trên xào nhé, đây bước 3 nhé. Lửa rất to này, bác muốn khóa không ấy. Đây em test cho các bác xem này, cảm biến này. Đây nha, ví dụ đây là cái đặt xoong này. Đấy, em test cho các bác xem cảm biến. Hai bên cháy rất đẹp nhé. Trong khi đó thì em cho các bác xem đấy luôn. Em bếp vào luôn. Lò nướng cháy này. Đấy, các bác nhìn lò nướng rất xanh nhé. Đấy, xanh lè luôn. Con này lửa rất là ok nhé, cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn lại lần nữa. Rất là nóng các bác nhé, em ngồi đây này rất là nóng. Đấy, các bác thấy chưa? Đít một phát là này. Lửa này nhỏ tí tí luôn, hai bên này cũng vậy. Mà tôi mắc cái cỡ nhé, mắc tốc nhé. Mắc tốc nhé, này, em to nhỏ nó không cháy nữa. Đây là cảm biến mà. Không cho phép cháy nữa nhé. Đấy, rất hay nhé. Cực kỳ là ok đấy. Để em cố định để nó tắt bếp luôn đấy. Đấy, rất là hay nhé. Cái này cũng vậy, em tắt xem không xem. Bật lại. Không thể nào mà cho to được. Đấy, bíp luôn, nóng quá nó bíp luôn. Thì con này giá là 1 triệu 6 các bác nhé. 1 triệu 6 này. 1 triệu 6 là chỉ phải đem bao ship nhé. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 39755 nhé. 0962 396 383 nhé. Đấy, nó cảm biến này. Khi mà không có gì đặt lên nó sẽ bùng nhé. Khi nào mà cái cục đồng này nóng quá nó sẽ tự tắt bếp nhé. Đấy, rất là hay. Đấy. Rất là hay nhé. Thì đây em còn ba cái mã dây điện nữa thôi. Thì em đây còn em còn ba cái mã dây điện này thì em sẽ lên nốt cho các bác nhé. Cái mã dây điện này là cái buổi livestream vào ngày 16 nhé. Đấy, còn có mã 58 này. Mã 58 này. Mã 53 nhé. Mã 53 này. Và mã 59 này. Có rất nhiều bác đặt nhé, thì cái bác nào bác đặt thì cũng bác gì bác, nếu mà bác tò mò trong đây có dây điện như nào thì bác xem lại clip livestream buổi tối ngày 16 ấy,
Thì đấy, rất nhiều bác đặt nhưng mà đặt chéo nhau, đôi khi các bác không gửi địa chỉ ấy, làm em còn sót 3 ma này nhé, 59 này, 53 này và 58 này. Đấy, bên trong phải đọc dây điện to nhé. Đấy, bác nào chốt hàng thì cũng vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 3755 nhé, hoặc là 0962 396 383 nhé. Đây, nhà em thì còn có tương đối là nhiều, mình gọi Bình Thủy nhé, Bình Thủy này, rất nhiều Bình Thủy đẹp nhé. Đây, Doji Doji này, em cho các bác xem. Đấy, Doji đấy, các bác nhìn này, con này những con như này thì em sẽ xả rẻ đấy các bác nhé. Đấy, xả rẻ hết cho các bác. Đây xem con này, xem đây, con này bên ngoài mới tinh, các bác nhìn doang mới ok hết này. Đấy, rất là nhiều nhé, 2 lít 2 3 lít này, hai con này 2 lít 2 này. Đấy thì thôi nhé, còn clip em xin dừng ở đây nhé, em chào các bác nhé. Các bác nào cho thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh các bác nhé. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé, em chào các bác.